Xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và hôm nay là tuần mới thì mình nhận được một cái thánh cốt ở trong thế luyện xuyên không. Thì các bạn nào mà có nhận được cái món đồ mà xịn sò hơn mình nữa thì comment ở phía bên dưới nha. Nói chung thì cái tuần này mình mua đồ thì cũng không có gì, nhưng mà được cái trượng bao giờ thì nó cũng ok, nó cũng ngon, chứ không đến nỗi là như tuần rồi. Ok, thánh cốt thì cũng nhiều rồi, nói chung thì cũng 6-7 cái, 7-8 cái gì đó, nó rã hết rồi các bạn. Còn hiện tại đến thời điểm bây giờ thì mình còn được là 3 cái luôn, 3 cái thánh cốt luôn. Mình để coi như là mình kiếm thêm 2 cái nữa đi, để cho đủ 5, để cho nó đủ 5 con 5 team, 5 con trong một team. Đó là con nào cũng mang thánh cốt đó, là quýnh vô là giáp gai thánh cốt là phản đam thoải mái luôn, được căng. Một ý tưởng nó hơi căng căng rồi nha. Rồi cái thứ luyện xuyên không mà 3S tới cuối các bạn thì nó là một cái tem cơ bản, và cái sát thương vật lý của nó giảm đi là 50%. Thì các bạn xài vật lý đánh thì cũng bình thường thôi các bạn, không phải gì xài ma pháp. Ở trong cái màn đó thì có Ladin, có Chip, có Erwin, có Lyanna, có Cherry. Nói chung là nó là một cái tem cơ bản rồi. Nếu như mà các bạn dụ nó ra để mà đánh thì có thể dụ ở cái hướng phía dưới, tại vì cái hướng phía dưới là con chim nó sẽ đi xa nhất, ở cái ô xa nhất thì dụ con chim nó đâm hạ con chim nó trước ở ngay đó là ok, xong mọi việc hết sức là dễ dàng rồi. Ở tuổi kia thì nó sẽ bắt đầu leo núi thì nó cũng hơi mệt. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cái map thí luyện xuyên không cấp cuối tuần này với một cái cách nó khác hơn là những cái lúc trước mình đi. Những lúc trước mình đi thì cái con Cherry hoặc là cái con Zerida hoặc là cái con Kuna nó sẽ ở cái vị trí phía bên phải để mà đam hạ con Cherry. Rồi con Leon của mình sẽ AA 2 lần để hút chết Luna. Vậy là sẽ hạ đi được cái bút tóc và cũng như là cái con có tầm xa nhất. Rồi còn lại thì những cái con chân ngắn nè, lưu ý ở con chính giữa là con pháp sư đó, nó sẽ có một cái phạm vi AoE rất là cao. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không đánh theo cái kiểu đó nữa, mình sẽ đánh thử bằng cái team AoE. Tại vì cái quy luật của tuần này thì nó cũng tương đối nó khá là dễ, mặc dù là hiệu lực toàn map nhưng mà bên kia có thì bên đây cũng có. Khi kết thúc hành động thì sẽ được tăng cái sát thương gây ra là 20% và giảm đi cái sát thương nhận là 50%. Ok, giảm sát thương nhận là khỏe rồi các bạn. Rồi mình sẽ đánh bằng một cái team AoE. Đấy, ở trong đây thì mình có lấy một cái chiêu gây chón của Bowser để mình gây chón với con pháp sư. Thì khi mà áp sát vô vậy thì nó sẽ boost siêu cường, rồi con kia nó sẽ boost hộ vệ, nên chỉ có 2 con đánh thôi, tăng có thể có khả năng là chịu nổi. Tại vì lúc ngay tuần đầu tiên thì mình đã đâm hạ đi con Julia rồi, còn nếu không thì 3 con nó quýnh tàn chết luôn. Từ lúc mà mình lên một cái team AoE các bạn, là mình đi trong cái thí luyện xuyên không này, khi mà mình quét xong rồi bắt đầu là mình đi những cái map bình thường á, là mình không có cần là biết là cái map đó nó có cái hiệu lực như thế nào luôn á, trừ những cái trường hợp mà map nó có quái xa đồ này kia thì mình còn lấy tem đánh mục tiêu đơn để đánh. Còn bình thường thì mình cứ ra cho Bowser, Mudkoney, Tiarit, Landius vô búp thành hình chữ thập, xong rồi chờ quân nó tới cái bắt đầu phầm cái qua màn luôn. Là đi từ những cái màn mà SS1 cho tới là SS4 luôn á, chỉ có con tem đó duy nhất à, đi trên mọi địa hình luôn. Ok, xong cái lượt đánh này nó cũng xong rồi các bạn. Tại với con kia thì nó sẽ bị giật đam của Rachel. Rachel mình thì mới 5 sao thôi, lượng trí lực thì cũng được, hãy giật đam được 1,5 luôn. Rồi ok, Mario xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ. Mario xin chào và hẹn gặp lại các bạn.